Em Út thân chào cả nhà, chúc cả nhà mình có một buổi sáng vui vẻ cả nhà ơi. Buổi sáng ngày hôm nay em Út giao lưu rất vui cùng cả nhà đó là cây linh sam siêu bông ưu điểm. Em Út có ghép 3 bo hoa trắng chùm ninh thuận nha anh chị em mình. Những cây này em Út đã ghép hơn 1 năm rưỡi tuổi rồi, nên anh chị em mình thấy nè, những cái mắt ghép nó ăn sâu vào thân rồi nha cả nhà. Đó, cây này là hoành 22, chiều cao thoát thân là 20cm. Đây anh chị em mình thấy nè, bộ tàn nè, ấm đều luôn anh chị em mình. Đã vào được hai nước kẽm rồi anh chị em mình ơi. Hôm nay em Út vào buổi sáng giao lưu giá cực kỳ yêu thương cho anh chị em mình, chỉ có 450k thôi nha cả nhà. Giá cực kỳ yêu thương luôn nha. Tại vì hiện tại thì em Út đang sửa giường lại nên sẽ giao lưu giá cực kỳ yêu thương cho anh em mình những cái linh sam này nha. Đây anh chị em mình thấy rất là duyên không cả nhà. Cái này về thì anh chị em mình thay cho cây cái chậu giúp Út nha cả nhà. Anh chị em nào ưng ý thì nhắn tin alo cho em Út số điện thoại 0795499088 nha cả nhà. Chỉ có 450k thôi nha cả nhà. Hoành 22 và chiều cao là 20cm. Ưng ý thì nhắn tin alo cho em nha. Trắng chùm ninh thuận nha cả nhà. Ghép trắng chùm ninh thuận nha, cái màu trắng rất là đẹp nha anh chị em mình. Đây cái màu trắng này nha anh chị em mình. Đó, đây là mặt hoa nè. Cái mặt hoa của trắng chùm ninh thuận nha anh chị em mình. Anh chị em nào ưng ý thì nhắn tin alo cho em Út số điện thoại 0795499088 cả nhà ơi. Giá buổi sáng cực kỳ yêu thương luôn cả nhà. Cây rất là lực, rất là duyên luôn.